Today I have bitter melon soup with the ground pork. Bữa nay mình nấu canh hủ qua dồn thịt heo. Các bạn đó chỉ phủ qua thôi, dồn chơi dồn chi dục. Hôm nay mua chủ video. I have a long time. I'm so busy, so I don't have time. So not many have a new video. Ok, mình lâu rồi đó, cả tháng mấy rồi không có không. Rồi không có thì giờ video. Ok, now first of all we marinate the seasoning here. Ok, sau khi nào thì tiêu hạ xíu xíu mì tổ. Mình ướp tí xíu cái cho thịt nó có gia vị ha. Ok, half teaspoon of chicken powder. Bún cà chì, cay phấn, nửa muỗng cà phê bột nêm, tí tiêu, tăm pepper, chút xíu hủ tiếu phấn. Các bạn chính là chậu Việt Nam có phong sắc. Ok, today I make this flavor like a Vietnamese style. Teaspoon, 1 teaspoon of fish sauce. Giá khá trà chì dì lộ. Một muỗng cà phê nước mắm. Ok. One third teaspoon of salt. 1/3 thìa cà phê muối. 3/1 cà trà chì dìm. One third of sugar, 1 teaspoon, 1/3 of teaspoon of sugar, 1/3 thìa cà phê đường, 3/1 cho trà chì ở thọ. Okay. 1/2 teaspoon of cornstarch, nửa thìa cà phê bột năng, bún cà trà chì có 3/1, tàu phấn đó tóc. Cũng đã chào lâu lại. Trộn lên ha. Cái này this is a 1/2 pound of ground pork. Này khoảng nửa pound thịt xay heo. Mình có thể xài gà. Nếu ai thích tôm có thể pha tôm vô. Y tôm nó chảo bún bọng. Bún bọng chi dục xôi. Chúng gì lọt ha nè, hỏi hỏi gì lọt tí xanh xin ha. If you like shrimp, you can add some shrimp. Xin quậy cái này cho đều trước ha. Đây, lát rồi mình mới dồn. Like today I have the dinner, I have just some rice and then just this soup, that's enough. Hôm nay mình ăn món canh hủ qua này thì mình không cần ăn gì hết, ngoài ra thì cứ miếng tí cơm ăn cái này là xong, coi như là mình cũng có thịt, có hủ qua thì coi như rau ha, rồi có canh. Các bạn ngồi xịt đi mì mà sung phạm á. Cũng nè chồng xảy sung là chồng cũng ngồi phú yên thong nè. Ngồi thì là dậu phú qua giờ hay dậu chiều dậu trôi đó. Cũng mà dậu dục xịt đó hả mấy. Cũng mà tất á. Cũng mà mình xảy chỉnh sung là mình xảy mê sung là. Cũng mà sống xịt tốt đi trôi ngồi thì hỏi. Cá tốt đi phú qua đó. Ngồi xin sang đây ở chung đi xịt phú kìa. Xoay ngồi mãi là ông chồng phú qua. Giáp bù này, cái phủ tí, giáp bù này chẳng một con phủ họ chẳng chúng như thai phủ. Today I have two different kind of bitter melon because one is quite bitter, but I don't like it so bitter, so I cook two different kind. Mình ăn hủ qua thì ông xã mình thích đắng, mình đang mua hai thứ, thứ thì một loại thì đắng. Mình thì không có thích đắng quá, nhưng mà không phải là chỉ vì không thích đắng nữa, mà tại vì cái hủ qua mà đắng á, cái thịt hủ qua nó ít quá, mỏng quá. Còn cái hủ qua thường của mình ăn đó, quý vị, thì nó có thịt đó không? Còn cái hủ qua mà mình nghĩ chắc cái này
mình mua từ Ấn Độ. Chắc của giờ mình không biết nó phải là của sản xuất gốc ở Ấn Độ không. Okay. Sometimes you can seasoning the way you desire. Coi như mình có thể nêm nếm theo khẩu vị gia đình ha. Mình thì cỡ này thôi, chứ không thích. Vì nếu mà mặn ngọt thì tùy ha. Mà thì hỏi gì cá cảm thì để hiểu phun xịt thím dưỡng và mì tùn nhưng mà cá cảm. Okay. Và hai tuần cảm ơn. Here I have 4 cup of water. I keep boiling. Đây là 4 cup nước. Okay. Yêu xì xì phui sủi. À, ní chàng nó chào phủ tí. Cái này á thì nó đắng hơn. Cái này nó ít đắng. Okay, this one less bitter. This one more bitter. Ní gọi chào gần phủ. Ní chàng nó chào hổ phủ. Họ xin sang là chung gì phủ mọ chào bà mã. Bộ dục xịt cơ có chào phủ chào. I say choi nay la, okay? Okay, you can do whatever. Keep boiling the water. Yeah? Use a spoon. Mình sẽ lấy cái thìa. Cái bên phía này nè, cái đầu cầm, chỗ cầm quay nó móc nó. Ok, ngồi đây hãy tấm nhấn chỗ quạt cái đi quạt ta con vậy. Ok, empty it. Ok, and then we stuff the meat in. Let the water boiling. Xây phui sợi, cũng ngồi thì chầu quẩn hay bác, hơi quẩn, cũng ngồi thì dường cho đi đi lọt thôi, cũng ngồi thì hỏi gì mà mảnh phô lại. Phô tù khi xì tí phú qua nằm cho tắt rồi. Và xì tí phú qua mãi tròn ngam, giáo tí hú phai nằm, giáo tí hú nồi nằm. Okay, we put everything in and we cook until it's soft enough to eat, okay? I think sometimes, if you have the pressure cooker, it's less time. Okay, today my pressure cooker busy. I cook something else, so I cannot do it. Otherwise, I cook simmer in the stove. It take a longer time. Okay, maybe 1 hour or something. Nay mình không pressure cooker mình busy, thành ra mình không có để xài. Nếu mà không có thì nhanh lắm. Còn nếu mà nấu này thì nó hơi lâu một chút. Có thể dùng tìm ngạt bô nó chảo phai tí. Cũng mong muốn nè, để giờ cấm bô tô tắt tại này nổi tí. Thế chú yên chí chính thôi thì bố thời sụp nằm chứ bảo tắt cả là ok. Mình cứ nấu sao cho tới nó mềm thôi, hầm cho tới nó mềm ha. Ai thích ăn canh nước nhiều quá thì mình sẽ cho nước nhiều, còn nó thích ít thì cho ít. Nhét cái hành vô trong rồi để nó nấu xong nó rời ra. Mình thì thích ăn nấu hầm này xong cái mình vớt lên làm thức ăn. Ai thích ăn xì dầu, ớt, sa tế gì đó
thì chấm ông xã mình lại thích ăn xì dầu sa tế, mình lại thích nước mắm. Ok, mình thích nước mắm, mình chấm nước mắm chanh ớt. Và thì hỏi gì tím xì dầu sa sa tế, sa tế là trơn mấy giờ tôi tắt. Ok, tôi mà xịt phản. You can eat with rice, and then if you like, for me, I prefer dip a little bit of soy with the dip soy sauce. Sometimes if you don't eat with the rice, you can eat with noodle. Mình có thể ăn với bún nữa ha. Đôi lúc mình cũng ăn với bún nữa. Không thôi không không ăn cơm không ăn bún hết ăn canh không cũng no. Đi con đấy chồng. Đi đi đấy chồng cái dầu phú thiết mà lô cung dầu trong gì đi cả. Có một bát chục. Cái này nó cạn nó đắng lắm mà không có thịt ăn gì mỏng dánh à thịt mỏng dánh à. Okay, the pot is boiling, and then we put it in. Nước sôi thả vô ha. Thì mình hầm, sẽ để lửa riu riu hầm cho tới nó mềm. Okay. Đôi lúc mình thích ăn mình không có để thịt nó mình luộc lên. Mình luộc lên cái cắt cái này mỏng mỏng thôi, mình luộc lên cái mình chấm nước mắm ớt, nước mắm chanh ớt cũng ok. Nó xì ngon vô hệ cũng như là thon nên mà chọn cũng chip hít nó nó hơi sạp. Sạp tôi hình ngám ngám nằm mỗi thay cái nằm. Cũng là hỏi gì xịt là hỏi gì chậu tím xăng châu hoặc cái này. Okay, if you still have some left over, you make it a meatball. Chung trình đó đi lên. Rồi phó nó dùi cũng giống vì gì sụp. Rồi chúng dùi thay có sụp. Ngã ngam sụp. Rồi hỏi gì lão xong này xin nó. Mổ tặng tôi có thể qua nằm. If you do this kind of meatball, you take away after it's just cooked. Don't keep too long until the bitter melon soft. Okay? And then the taste not very nice. Okay? Okay. Done. Okay, now it's simmering. Okay. And when you did this done, just seasoning with some salt. Earlier, I already cooked another pot. Okay, it's I cook about 1 hour or something, and we want to try to first pressing. Okay, it's done. Mình có thể là lấy đũa đâm mà thấy nó mềm là ok. Họ thì họ bố chồng co lẹn trúng thầu, cũng nên họ thì họ xì đó, cắt thôi. Ok, mình cứ thấy nó mềm. Ok, ai thích mềm thì
thì ăn lọc. Okay, I add a little bit of sugar, half teaspoon of sugar. Tí xíu sugar, chút tí đường ha, tí xíu. Xíu xíu thòn. Như vậy phủ quá nó nhiều lọc xíu thòn nó cũng phủ. Đường nó thì giúp cho cái nước nó không có đắng quá nữa, ai không thích đắng chút xíu đường. A little half, one third of teaspoon of salt, 1/3 thì cà phê muối, đi đi 1/3 là dìm, xíu xíu dìm á, xíu xíu thòn nó cũng lại hay chúng hay phun cái. Hôm nay ngồi ở hay phun nhỏ xíu xíu gì lù đó. A little bit of fish sauce, maybe 1 teaspoon. Khá chả chỉ là. It's up to you, okay? This is the fish sauce. Mình cứ nêm theo khẩu vị của mình, gia đình thích ăn thế nào thì mình nêm ha. Mình đó cỡ này đó rồi cái mình chan cơm chan bún cũng được. Okay. Okay. Perfect. I like it. Yummy, yummy. That ready to have bitter melon soup. Có canh hú qua nè. Now we're ready for dinner. Bitter melon is good for health. Good for somebody have diabetes. Kind of like for summer. A lot of people they love to have this soup in summer. Okay, cool down your body, cool down everything. Okay. Ăn cái này mát mà lại giải độc ha, giải nhiệt, giải độc ha. Phú quá cho cải tục á, lợn á. Okay. Okay. Now, I hope you guys try it. Okay. Thử nấu nha, ăn cho nó mát vào mùa hè. Bye now. Cũng hỏi gì xì hạ bố hạ thiên nhắm đi có thon được bị cầu lợn đó suy phụ hồ dầu cải tục à. Ok, hãy cảm là bye bye. Cũng mong hỏi thì hãy cảm mà mãn quẩn. Ok, now I turn down, let it simmering. Cứ hầm mình nghĩ chừng khoảng tiếng hồ, cái miếng là khi nào mình đâm nó mềm là ok. Ok, bye now.